Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình thời sự ngày hôm nay do đội ngũ ban biên tập Sài Gòn News thực hiện. Kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em luôn được khỏe mạnh, được bình an và luôn luôn hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, đội ngũ Sài Gòn News mong quý vị bấm like, bấm chia sẻ video này giúp kênh lan tỏa tới nhiều quý khán thính giả hơn nữa. Và mong quý vị bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bản tin nóng hàng ngày. Và sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay rúng động nước Mỹ, công ty truyền thông của Donald Trump cân nhắc mua tờ New York Times, Washington Post hoặc Wall Street Journal và đem lại nguồn thông tin minh bạch cho người dân Hoa Kỳ. Quý vị thân mến, cho đến đây, rất nhiều điều đã được viết về việc Tổng thống Trump sẽ đại tu và thu hẹp mô hình hành chính như thế nào khi ông trở lại làm Tổng thống vào tháng 11. Nếu thành công, động thái của Trump sẽ khôi phục tính hợp pháp cho các nhà lập pháp trong Quốc hội, cũng như bản thân Tổng thống. Từ đó, sẽ hạn chế các hệ tư tưởng và chương trình nghị sự mưu mô của các quan chức Washington. Mặc dù ít được nhắc đến hơn, nhưng có một điều quan trọng không kém là làm thế nào chính quyền Trump có thể khôi phục tính điềm chính và tính hợp pháp cho thế hệ thứ tư. Di sản và các tổ chức truyền thông doanh nghiệp vốn từ lâu đã từ bỏ sự công bằng. Như hầu hết người Mỹ đều biết rõ, các phương tiện truyền thông truyền thống tỏ ra thiên vị một cách công khai. Các tờ báo như New York Times, Washington Post và thậm chí cả Wall Street Journal chỉ đơn giản lặp lại những lời lẽ chống Trump theo đúng ý đồ của bè lũ dân chủ. Tính hợp pháp của các phương tiện truyền thông truyền thống và những tờ báo được ghi nhận đang ở mức thấp lịch sử. Nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người bảo thủ, đang dần dần rời bỏ các kênh truyền thông truyền thống này để chuyển sang các kênh thay thế khác. Lý do chính là vì những thông tin không đúng sự thật về một loạt chủ đề, từ sự bất hợp pháp và gian lận phiếu bầu xung quanh cuộc bầu cử năm 2020 cho đến cuộc nổi dậy sai trái mà Ủy ban Hạ viện đưa ra vào ngày 6 tháng 1, thông tin sai lệch về hệ thống tư pháp được vũ khí hóa và các phiên tòa xét xử chống lại Tổng thống Trump hay không đưa tin về thảm họa biên giới của chế độ Biden. Không chỉ nhắm mắt làm ngơ trước các câu chuyện quan trọng của Mỹ, các tờ báo truyền thống cũng đã tăng gấp đôi nỗ lực kiểm duyệt, chỉ lựa chọn những câu chuyện bất đồng chính kiến mà họ chấp nhận. Họ tích cực kiểm duyệt các câu chuyện của các nhà báo điều tra dũng cảm như James O'Keefe, Alex John và Laura Loomer khi vạch trần tình trạng tham nhũng ở trung tâm đầm lầy của Washington, tổng thống Trump đã chứng tỏ mình không chỉ là một chính trị gia bình thường. Ông là người có tầm nhìn, một người đạt được đỉnh cao thành công trong cả sự nghiệp lẫn đời sống riêng tư. Nỗ lực mới nhất của ông khi thành lập Trump Media and Technology Group Corp và cho công ty này niêm yết công khai thông qua một sáp nhập với công ty TWAC, mang lại khoản lợi nhuận hàng tỷ đô la, là minh chứng cho con mắt nhìn xa trông rộng của ông những dự định của ông ấy với dự án truyền thông mới nhất này hầu như là vô tận, giúp ông dễ dàng tái định hình truyền thông của cả xứ cờ hoa. Một trong những cách mà ông ấy có thể thực hiện tầm nhìn này là mua một nếu không muốn nói là cả ba tờ báo nổi tiếng. Trước đây, ba tờ báo New York Times, Washington Post và Wall Street Journal đều được coi là cơ quan ngôn luận có thẩm quyền và uy tín nhất Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, quyền lực của họ đã bị suy yếu sâu sắc bởi sự tuyên truyền trắng trợn của phe cánh tả hoặc Rhino cũng như sự tầm thường trong các quan điểm và báo cáo mà họ đưa ra. Các tiêu chuẩn báo chí đã bị giảm bớt, thậm chí là sụp đổ để phù hợp với tư duy thiếu suy nghĩ, bị tẩy não của các cử tri đảng dân. Tuy nhiên, những tờ báo này vẫn giữ được vị thế là có thẩm quyền đối với hầu hết các chương trình tin tức hàng đêm và truyền hình cáp và vẫn nằm vị trí cao trong lĩnh vực truyền thông. Mặc dù thời đại số và truyền thông xã hội đang lên ngôi, nhưng nhóm nhân khẩu học chính gồm những người Mỹ lớn tuổi vẫn trung thành với truyền hình. Phương tiện mà họ đã quen thuộc từ lâu, do đó, các tờ báo này vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành và phản ánh dư luận, dù cho là tích cực hay tiêu cực. Ngay cả những bình luận trên các nền tảng truyền thông xã hội như X cũng chủ yếu chỉ phản ứng với nội dung và cách tiếp cận của tin tức từ các phương tiện truyền thống. Các tờ báo này vẫn tiếp tục chi phối làn sóng dư luận một cách gián tiếp thông qua sự ưu thế của chúng. Trong những năm gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến chính trị những câu chuyện nói về những vấn đề mà các nhà lập pháp tranh luận, những cuộc chiến tranh được tài trợ và những cuộc khủng hoảng được giải quyết. Chính vì việc đưa tin không ngừng nghỉ về các cuộc xung đột của Ukraine và Gaza mà Washington đã đáp trả bằng viện trợ hàng trăm tỷ USD trong những tháng gần đây cho các khu vực đó. Cuộc bạo loạn George Floyd vào mùa hè năm 2020 dẫn đến thiệt hại hàng tỷ USD so với cuộc biểu tình yên bình tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1, tuy nhiên lại không dẫn đến cáo trạng nào. Câu chuyện tường thuật được cố ý tạo ra của các phương tiện truyền thông cũ để phản ứng với cuộc bạo loạn George Floyd, được thiết kế bởi cả ba tờ báo lớn, đã tạo ra một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của người Mỹ. Những ngày lễ mới được tạo ra, các đội thể thao được đổi tên, thủ tục bầu cử được viết lại và các chính sách đã được thay đổi, xúc tác cho tình trạng vô luật pháp tràn lan mà hầu hết các thành phố của Mỹ ngày nay phải đối mặt. Ví dụ trên minh họa cách tin tức, thậm chí còn hơn cả quốc hội hay tổng thống ảnh hưởng đến chính sách về các vấn đề mà người Mỹ thường xuyên nói đến và các ưu tiên trở thành trọng tâm của các nhà lập pháp ở Washington. Các sinh viên đại học, nhiều người trong số họ không phải là người Do Thái hay Hồi giáo, hiện đang nổi loạn vì xung đột ở một vùng đất xa xôi cách đó hàng ngàn dặm, trong khi phớt lờ biên giới phía nam rộng mở của chính họ, nơi hàng triệu kẻ xâm lược nước ngoài đang tràn vào quê hương của họ, gây thiệt hại muôn đời cho kết cấu văn hóa và kinh tế của đất nước. Điều đó hoàn toàn là do việc đưa tin có chọn lọc của các phương tiện truyền thông truyền thống. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng của Mỹ đang trong tình trạng hỗn loạn. Các đường cao tốc chính đầy ổ gà, cầu sập, đường thủy bị ô nhiễm. Nhưng không ai quan tâm đến những vấn đề quan trọng này vì tin tức đưa ra đã đánh lạc hướng công chúng. Phong trào của Donald Trump đã hoạt động giống như một chiếc loa bò cắt ngang mọi sự chăm chọc, thông tin sai lệch và sự sao lãng của các phương tiện truyền thông truyền thống như một con dao. Trump đã tập trung lại chương trình nghị sự quốc gia của chúng ta Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, vào các chính sách và vấn đề sẽ làm cho đất nước này tốt đẹp hơn cho tất cả người Mỹ. Thật không may, trong thời gian cầm quyền đầu tiên của ông, những nỗ lực cao cả của ông đã bị chert hướng một phần bởi truyền thông kế thừa đối kháng do New York Times, Washington Post và Wall Street Journal dẫn dắt. Điều này đã cản trở tầm nhìn vĩ đại của ông và đưa ra những rào cản không cần thiết vào chương trình nghị sự. Người Mỹ xứng đáng nhận được những điều tốt hơn từ các tờ báo nổi tiếng và tổng thống Trump thông qua công ty truyền thông của ông giờ đây có cơ hội tốt để khôi phục tính toàn vẹn của ba tờ báo lớn bằng cách kết hợp chúng với công ty truyền thông non trẻ của ông cách tốt nhất để bắt đầu chính quyền thứ hai của ông ấy là cần có sự hỗ trợ của một bộ máy truyền thông thân thiện thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình theo tu chính án thứ nhất và mang lại cho tổng thống trump tin tức công bằng và không thiên vị bằng cách kết hợp truyền thông với chính quyền thứ hai tin tức cuối cùng sẽ đồng bộ với các chính sách của tòa bạch ốc dư luận sẽ chuyển hướng sang cái nhìn có lợi hơn đối với tổng thống trump vì cuối cùng họ đã xóa bỏ quan điểm đưa tin tiêu cực, làm cản trở nghiêm trọng Tổng thống thứ 45 trong việc đưa ra một loạt chính sách thực sự ngoạn mục nhằm cải thiện cuộc sống của mọi công dân Mỹ, bất kể chủng tộc, màu da hay tín ngưỡng. Cuối cùng, tờ New York Times hoặc Washington Post do Trump quản lý sẽ đặt ra chương trình nghị sự cho phần còn lại của các phương tiện truyền thông truyền thống, bao gồm cả tin tức truyền hình cáp, tạo tiền đề cho sự hồi sinh của các tổ chức hiện đang suy yếu này. Điều này cũng sẽ làm giảm bớt sự chia rẽ và phân cực ở Mỹ, bởi vì những tờ báo này đã làm được nhiều điều để tạo ra sự chia rẽ giữa những người mỹ niềm tin của công chúng đặc biệt là đối với các phương tiện truyền thông là một thành phần cần thiết với các tờ báo tuy nhiên một nền báo chí không tôn trọng các quyền và tự do của người mỹ cần được cách mạng hóa để khôi phục mục đích ban đầu và đúng đắn của nó donald trump đã cho thấy rằng ông có thể khôi phục tính hợp pháp cho chính phủ do đó người mỹ có lý do chính đáng để tin rằng ông có thể làm điều tương tự với các phương tiện truyền thông truyền thống do đó sẽ là một dịch vụ tốt cho báo chí hiến pháp và mọi người mỹ nếu tru media mở rộng tầm nhìn của mình để mua lại một hoặc cả ba tờ báo danh tiếng thể hiện một bước tiến lớn theo hướng cuối cùng là tạo ra một nền báo chí công bằng và không thiên vị